Kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tuyên truyền kiến thức về ngày bầu cử sắp tới, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, rèn luyện sức khỏe, khuyến khích tuổi trẻ tham gia khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ đất nước. Đây là những hoạt động trong ngày đoàn viên diễn ra ngày hôm nay trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn viên thanh niên phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân và công ty công nghệ môi trường Quipa đã ra quân dọn dẹp vệ sinh và trồng 100 cây xanh dọc tuyến đường số 4. Muốn là những cái doanh nghiệp hay là những cái tổ chức cùng hỗ trợ kết nối lại với nhau để cùng nhau xây dựng, để cùng nhau thực hiện những cái chiến dịch mà nó có ý nghĩa về môi trường, giống như trồng cây xanh, cải tạo kênh rạch nè, rồi tiết kiệm điện hay là trồng cây gây rừng, nó có rất là nhiều hoạt động môi trường thiết thực. Các cán bộ đoàn thì tiếp tục thực hiện là thành lập các chi hội, chi đoàn trong khu nhà trọ, khu lưu trú, khu có đông thanh niên công nhân, tổ chức là tuyên dương các chi đoàn khu phố tiêu biểu có nhiều đóng góp thành tích xuất sắc, chăm lo cho các gia đình chính sách trên địa bàn quận.